sắc vóc tuổi 33 của Phương Mai. MC Phương Mai khoe sắc vóc tuổi 33 trong bộ ảnh mới thực hiện. Sau thời gian chăm chỉ luyện tập, Phương Mai hài lòng với vóc dáng không chút mỡ thừa. Người đẹp cho biết cô có tỷ lệ mỡ ở mức 18,1% với cân nặng 55,7kg và chiều cao 1,73m. Đây là thành quả của việc tập nhiều môn thể thao. Phương Mai hiện tập kết hợp các môn gồm gym, múa cột, yoga và golf. Cô sắp xếp các môn linh hoạt, xen kẽ là những quãng nghỉ hồi phục và ăn uống để nạp năng lượng. Ở bộ môn nào, Phương Mai cũng thuê chuyên gia riêng để có phương pháp hiệu quả nhất, tránh tập sai, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trước khi có thể lực tốt như hiện tại, Phương Mai từng mắc chứng rối loạn ăn uống do stress và quá bận rộn. Việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt, chế độ luyện tập và dinh dưỡng giúp cô dần lấy lại sức khỏe, vóc dáng. Nữ MC hiện dồn sức chinh phục golf với 4 buổi tập mỗi tuần với huấn luyện viên quốc tế. Bên cạnh đó, cô nhờ chuyên gia Ann Morgan tư vấn thêm các bài tập gym cho nhóm cơ cơ vai tay xô hỗ trợ cho động tác swing trong golf. Phương Mai nói cô được bố mẹ truyền cảm hứng yêu thể thao từ nhỏ. Lớn lên, cô thích chinh phục những môn khó, đòi hỏi thể lực và sự dẻo dai như bơi lội, muay thái, võ thiếu lâm, trượt sóng, trượt tuyết. Cơ thể săn chắc, ít mỡ thừa, lên form đẹp giúp Phương Mai dễ dàng chinh phục mọi style, từ đầm hở táo bạo đến đồ ôm sát. Trước thắc mắc về việc sắp xếp thời gian dành cho gia đình khi cuộc sống quá bận rộn, nàng MC cho biết ông xã luôn ủng hộ cô phát triển sự nghiệp riêng và rèn luyện sức khỏe. Phương Mai sinh năm 1990 tại Hà Nội, có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô từng đoạt giải vàng siêu mẫu Việt Nam 2012, top 15 hoa hậu thế giới người Việt 2010. Từ năm 2014, Phương Mai chuyển hướng làm MC song ngữ, đất sâu cả hai miền Nam, Bắc. Phương Mai kết hôn với ông xã người Ba Lan và có con đầu lòng năm 2019.